trận chiến chuối đã đi quá xa. Cơn mưa chuối. Hallelujah. Chào buổi sáng. Dậy đi, thử thách chuối đến đi. Nhiệm vụ đầu tiên là dùng chuối treo chọc. Hãy chọn nạn nhân và bắt đầu nào. Holly đang tiến hành trò nghịch ngợm trong bếp. Chuối và kem đánh bông. Thực đơn hôm nay có món bánh chuối. Cho chuối vào đầy khuôn nướng. Đánh bông 500 g kem. Thêm 200 g gelatin đun chảy. Cẩn thận trộn đều để kem không bị xẹp xuống. Và cho vào khuôn đựng chuối. Chờ kem cứng lại thì lấy bánh chuối ra khỏi khuôn nào. Phủ thêm một lớp sô-cô-la đun chảy. Thêm kem và cốm rắc nữa nha. Tuyệt! Món bánh kem ngon lành đã làm xong. Chờ Ben đến thôi nào. Món tráng miệng thật hấp dẫn. Là của mình. Phải chọn con dao to nhất. Đến đây với ba nào con. Cái gì ở bên trong vậy nè? Là vỏ chuối. Yêu, sao ăn được? Holly vẫn cứ tiếp tục. Nạn nhân lần này là June. Đây, ăn chuối đi nè. Nặng đất sét thành hình quả chuối. Phủ thêm vài lớp sơn acrylic bóng. Chờ sơn khô. Chuối gì mà kéo dài như phô mai vậy? Eww, Holly, không hay đâu. Đưa cho mình quả chuối thật đi nào. Holly sẽ không chạy thoát khỏi trò đùa chuối đâu. Thắng rồi sao? Không đời nào, đến lúc báo thù rồi. Hãy thiết lập 7 vỏ chuối. Cô ấy sẽ té ngay thôi. Không cần biết bạn đi đâu. Vỏ chuối trơn trượt ở khắp mọi nơi. Oh yeah, Polly, nếm mùi tròn nghịch ngợm với chuối đi. Các bạn chuẩn bị dao đi. Tiếp theo là trận chiến nấu nướng. Polly là ninja chém trái cây thứ thiệt. Cô ấy còn biết cách làm sushi chuối. Trộn 120 g sô-cô-la trắng đun chảy và 50 g dừa bào. Dùng màng bọc thực phẩm, bọc tấm cuốn sushi và cho hỗn hợp lên trên. Nhúng ngập chuối vào sô-cô-la đun chảy. Dàn đều mặt hỗn hợp. Đặt chuối đã nhúng sô-cô-la lên tấm cuốn sushi. Cuộn tấm cuốn lại, làm cuộn sushi. Rắc vụn dừa màu đỏ vào cuộn sushi trước khi chúng cứng lại nha. Chờ một chút và cắt ra nào. Ăn kèm với nước sốt sô-cô-la và màu trang trí. Món sushi chuối đã sẵn sàng. Chúc ngon miệng. June là siêu đầu bếp về món chuối. Cô ấy phối hợp nhiều nguyên liệu khác nhau để làm món chuối hấp dẫn. Bóp vụn bánh bắp. Đánh bông một quả trứng. Cắt chuối thành từng lát. Nhúng chuối vào trứng. Và cho vào vụn bánh. Chiên chuối bằng dầu hướng dương. Đặt lên giấy hút dầu để loại bớt dầu mỡ nha. Món bánh chuối này ăn kèm với mứt dâu là hết sảy luôn. Món bánh chuối nóng hổi đã ra lò. Ngon không? Ăn thử nha. Ben vẫn còn ngái ngủ sao? Dậy đi, bạn sắp thua cuộc trong thử thách này rồi. Ben không tìm thấy gì ở trong bếp. Không có. Không. Lại không. Gì vậy?
Một quả chuối đông lạnh sao? Có thể làm được gì ta? Kem chuối chính là nó. Nhúng chuối trong sô-cô-la đúng vậy. Và rắc thêm cốm lên trên. Thưa các bạn, đây là món chuối nhúng sô-cô-la rắc cốm. Không ai có thể chối từ món ăn hấp dẫn này. Còn gì tuyệt hơn một que kem chuối? Đó chính là thử thách mới vô cùng thú vị. Hãy chụp ảnh cùng chuối đi nào. Juan muốn đắm mình trong chuối. Cho đầy chuối vào chiếc bồn nhỏ này và chụp một bức hình thật ngon miệng sẽ được triệu like. Holly sáng tạo ra môn thể thao mới, chèo chuối. Không gì khó đâu, chỉ làm vậy là bức ảnh trở nên thật độc đáo. Ben chẳng cần nghĩ ngợi nhiều, mình sẽ tự biến thành chuối luôn. Cố định chuối trên giá đỡ và di chuyển ra sao. Giờ thân hình của Ben trở thành chuối rồi. Gì nữa đây? Chim? Rồng đang bay? Hay là ảo giác? Không, đó là nhiệm vụ mới. Thời trang chuối. Các cô gái thích thú vô cùng. Holly sẽ nâng cấp giày của mình. Quấn giấy bạc quanh gót giày. Nặng hình quả chuối. Dùng giấy xốp vàng bọc quanh đế lại. Phần đế thì sơn đen nha. Và dán gót giày bằng chuối vào thôi nào. Giờ mình sẽ làm thêm phụ kiện cho hợp với đôi giày. Chiếc túi bao tử đang là xu hướng hot đấy. Dùng giấy xốp vàng cắt các phần quả chuối như sau. Dán phần đáy và cạnh bên. Rạch một đường ở giữa. Và dán khóa kéo vào nào. Gắn phần thân trên túi vào. Dán thêm một vòng giấy xốp vào đầu xích đeo. Gắn vào bên cạnh của chiếc túi chuối để làm quai đeo nào. Dùng giấy xốp đen bọc hai đầu quả chuối lại. Holly sẽ chiến thắng cuộc thi này. Hay là June? Cô ấy sẽ may món phụ kiện của hãng June and Banana. Cắt mảnh vải thành hình những cánh hoa như sau đây. May cạnh lại. Và làm đường dây rút ở mỗi cạnh cánh hoa nha. Cho dây vào. Và thêm dây thun vào phần thắt lưng nha. Uốn cọng dây thép thành hình cánh hoa hướng lên. Xong, thành công rồi. Còn Ben sẽ làm gì? Anh ấy đâu biết gì về thời trang. Ồ, tấm vẽ này được đấy. Giám khảo đang chấm điểm kỹ lưỡng từng người. Hãy gặp set đồ chuối của Polly. Chiếc túi bao tử chuối. Thật ấn tượng và tươi ngon. Đôi giày đế chuối kia cũng thật hợp. Vị giám khảo thích sự sáng tạo đó. June làm mọi người trầm trồ về chiếc váy chuối này. Thật tinh tế. Họa tiết chuối nhìn thật thanh mảnh. Quả là bộ trang phục tuyệt vời. Ồ, không tệ, không tệ. Chiếc váy này đã giành trọn trái tim của ban giám khảo. Và đây là trang phục của Ben. Áo giáp chuối đã khiến giám khảo ấn tượng mạnh. Wow! Bạn quả thật thật phù hợp ở ngay trên hành tinh vượng Ben à. Giám khảo yêu thích trang phục này, đồng nghĩa với chiến thắng áp đảo. Một vụ nổ chuối. Và nguyên một tủ lạnh chuối tươi ngon đang mời gọi. Bạn có thích những thử thách chuối này hay không? Bình luận xem đâu là ý tưởng bạn sẽ làm theo nha. Trò đùa chuối, chụp hình cùng chuối, hay thời trang chuối nào? Và đừng quên nhấn like video này, đăng ký kênh của chúng mình và bật chuông thông báo.
bạn sẽ không bỏ lỡ những thử thách hấp dẫn đến từ kênh Trôm Trôm đâu.